tư cho con hỏi làm sao tránh được vì khi lòng tốt của mình lại bị người mình tin tưởng lợi dụng và lừa dối làm tổn thương khi bị rơi vào trường hợp như vậy mình phải có thái độ ứng xử như thế nào Xin sì bôi cái chỗ lòng tốt và sư bôi cái chỗ là lợi dụng nếu như theo định nghĩa cái lòng tốt của mình ấy tức là sự giúp đỡ giúp đỡ về mặt tài sản uh, vật chất giúp đỡ về mặt tinh thần giúp đỡ về mặt uh, sức khỏe thì uh, đó là cái định nghĩa về cái lòng tốt. thì với cái định nghĩa như vậy đó mà mình bị người ta lợi dụng, bị người ta sử dụng thì uh, sư đưa ra một cái hình ảnh để cho quý vị dễ hình dung. Uh, nếu như có ai đó nhét tiền cho mình ấy, mình uh, có lấy không? Uh. Rồi người ta nhét cho mình, nhét tiền cho mình, nhét một lần, hai lần, nhét nhiều lần. Thì hình như là sư không thấy ai mà ngại tiền nhiều hết trơn. À, tôi không xin, chứ có điều là tôi không từ chối thôi. Đấy, thì khi người ta cho tiền mình ấy, mình không từ chối. Thì tại sao khi người ta cho mình điều kiện, cơ hội để mình tạo phước, thì mình lại chê? mình có mình có cái để cho người ta sử dụng mình có tài sản có sức khỏe có trí tuệ mình cho quý vị nhớ giùm nhé khi quý vị dùng cái từ lòng tốt tức là mình cho ra mà khi mình cho ra như vậy đó mà người ta sử dụng tức là người ta tạo điều kiện để cho mình tạo cước người ta sử dụng mình càng nhiều tức là mình có nhiều mình càng có nhiều phước Cái thái độ của người ta Mình không có nói tới Nhưng mà người ta càng sử dụng Thì mình càng có phước Chỉ sợ là mình không có cái gì Để người ta sử dụng Chứ còn một khi mình có cái Để người ta sử dụng Là mình có phước ừ. Ừ. Có một chuyện Nó Sẽ nói như thế này Sẽ rút Cái này là kinh nghiệm sẽ rút ra thôi dù cho mình ở đâu cũng vậy ở đâu cũng vậy mà mình còn có giá trị để mà người ta xài tức là mình còn an ổn còn khi mà mình không có giá trị để người ta sử dụng mình không có cái gì để người ta cần tức là mình Người ta không cần tới mình ấy khi mà cái cái sự tồn tại của mình ấy, mà nó theo cái kiểu là có cũng được mà không có cũng được thì khi đó cái vị trí của mình ấy, nó nguy hiểm ừ. à, thành ra nói về cái vị trí trong xã hội đó, thì khi mà mình còn có cái để cho người ta sử dụng thì nó vẫn tốt hơn là cái trạng thái mà có cũng được không có cái thứ hai là nói về phước thì mình đã có lòng tốt mình cho ra thì người ta càng xài người ta càng lợi dụng thì mình càng có phước đấy quý vị thấy sư mở những cái lớp giáo lý những cái buổi vấn đáp phật pháp thậm chí trước mùa dịch mở những cái khóa tu có mở miệng kêu gọi quý vị là cho sư đồng nào không ừ. đấy rồi phải soạn bài soạn dở Rồi phải coi cái này coi cái kia thay vì cái thời gian đó mình chơi không sướng mình lại dành cho mấy cái vụ này đấy nhưng mà như thế nào nhưng mà như thế nào mình còn có giá trị để cho người khác sử dụng tức là mình còn tạo ra được phước còn khi mà cái kiểu tồn tại của mình ấy người ta không nhớ tới nữa có cũng được không có cũng được thì khi đó là mình phải xem lại ha, phải xem lại